với chủ đề Việt Nam Expo tăng cường kết nối kinh tế khu vực và quốc tế. Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 26 Việt Nam Expo 2016 do Bộ Công Thương chủ trì, Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam chỉ đạo và công ty Vinasat tổ chức sẽ được diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội ICE. Tại cuộc họp báo giới thiệu thông tin về hội chợ, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương ông Bùi Huy Sơn cho biết, năm nay hội chợ có quy mô với gần 600 gian hàng của 500 doanh nghiệp đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Belarus, Nga, Ấn Độ, Cộng hòa Séc. Hàng được các quốc gia giới thiệu rất đa dạng từ máy móc thiết bị, điện tử, linh phụ kiện cho đến đồ gia dụng và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và dịch vụ v.v. Tâm điểm của hội chợ là khu gian hàng hỗ trợ thiết kế phát triển sản phẩm Việt Nam Hàn Quốc, 24 gian hàng của các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia và khu gian hàng xúc tiến đầu tư và phát triển công nghiệp Việt Nam. Trong khuôn khổ hội chợ Việt Nam Expo 2016 sẽ có các hoạt động như diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam, diễn đàn thương mại Việt Nam Belarus, các cuộc hội thảo giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài v.v.